Anh em nhìn thằng Hoàng test bộ mic nhá, bộ mic cho anh em nhá. Đây, góc khuất rất là nhiều này, mà trong tít trong kia. Đây, kia nó chạy đi đâu mất rồi. Khi mà sóng của anh em mà nó qua những cái bước gãy nhá, đoạn gãy này, đoạn gấp này, đấy, anh em vẫn nghe tiếng alo đúng không? Đây là tạm dừng đến đây. Anh em thấy không? Bước sóng thẳng nó khác bước sóng theo cái kiểu hình thức là cái gấp khúc này, anh em thấy che chắn rất là nhiều. Sau những ngày đánh sửa, anh em thấy chưa? Đừng ở nhà mong đây. Đấy, bước sóng là nó bị khuất rất là nhiều, nhưng mà để nói về độ xa thì mình quá tốt anh em nhé. 3, 4, 5, 6 cái gain nháy con sóng ở trên quất thế xa thế tiếng vẫn rất là đầy đủ, rất là dày tiếng nhá. Cái mẫu CK880 của Đức này hàng cực chất luôn các bác ạ. Fit mạch các cái chân lỗ của nó là được mạ vàng luôn anh em, xứng đáng đồng tiền bát gạo nhá. Sóng xa phết, quá xa, đi thẳng nó khác còn đi bị gãy góc nó khác đó. Đúng rồi, phải qua vật cản này nó mới biết được là nó ok không. Anh em nhìn những cái chân này, cái chân Fip này đẹp chưa, hàng xịn hàng cao cấp nó vậy đấy anh em ạ. Fit mạ vàng luôn và độ bóng này, chất lượng chưa các bác, bỏ tiền ra 3 triệu một bộ mic nó xứng đáng, nó tầm cỡ là như vậy đúng không các bác. Bây giờ thì không thể bằng được rồi. Gì là cạc cũng thế, gì là cạc ngắn sóng lắm, không ăn thua. Đấy. Bây giờ là nó khỏe rồi, gì là cạc thì sóng nó yếu hơn, kém hơn. Bộ mic này tiếng vừa dày vừa đẹp. Và đặc biệt nữa là nó như thế nào? Xịn, xa, mặt sóng tốt. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho Thắng Hoàng nhé. 3 triệu thì nó cũng xem cái tầm giá bình dân, trên bình dân chút xíu thôi. Anh em có thể gọi trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969800985 để đặt hàng nhé. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác.